và xin chào các bạn đã đến với Gấu To và mình là Gấu đây. Và các bạn biết sắp tới ngày gì chưa? Đúng rồi, đó chính là ngày 8 tháng 3. Các bạn có biết tại sao mình vui như vậy? Bởi vì ngày 8 tháng 3 là một ngày vô cùng đặc biệt. Bởi vì đó là ngày thứ 8 duy nhất trong tháng 3. Ai đồng tình với tôi hết nè? Vậy thôi. Thì đùa tí thôi. Thì ngày 8 tháng 3 là một ngày cũng rất là đặc biệt với chị em phụ nữ đúng không? Với một người dày dặn kinh nghiệm ăn uống như Gấu, thì hôm nay Gấu sẽ chia sẻ cho các bạn 5 thứ không nên ăn vào ngày 8 tháng 3. Đầu tiên đó là những món có mùi hôi, ví dụ như là bún đậu mắm tôm nè, các loại mắm nè, chả giò, gỏi cuốn mà chấm với lại mấy cái mắm nè. Bởi vì sao? Sao không bao nhiêu vậy? Samsung Galaxy S10 đang được bán tại Cellphone S. Nếu mà các bạn có nhu cầu mua Samsung Galaxy S10 thì các bạn có thể liên hệ đặt hàng tại Cellphone S. Đường link Gấu sẽ để bên dưới. Thứ hai, đó chính là không nên đi những nhà hàng sang trọng. Bởi vì sao? Không phải con trai tụi mình sợ tốn kém đâu. Bởi vì như thế này đây. Em xong chưa? Chưa xong, đợi 10 phút nữa nha. Ok. 10 phút rồi đó, em xong chưa? Chưa xong, đợi 10 phút nữa nha. Ok. Alo, em xong chưa? Lâu quá. Chưa xong, đợi 10 phút nữa nha. Rồi, ok. Anh, em xong rồi nè, mình đi được chưa? Khoan, chờ vài giây nữa đi. Hả? Chờ gì? Nhắc đến việc mất thời gian, đối với ngày 8 tháng 3 chúng ta không nên ăn những món ăn không tốt cho hệ tiêu hóa, đặc biệt là những món tái, những món sống. Bởi vì sao? Alo anh ơi, xong chưa? Anh nghe liền nè. Chắc chắn bạn không muốn để những giây phút bên bạn gái, bên mẹ các bạn, bên những người thân yêu các bạn mà bị ảnh hưởng bởi những cơn rượt đuổi của Tào Tháo, đúng không? Và điều thứ tư đó chính là hoa. Hoa là một vật để trưng bày chứ không phải để ăn. Không phải để ăn. Khi các bạn mua hoa về tặng bạn gái các bạn thì nó sẽ như thế này đây. Các bạn nhớ nha, hoa là để tặng chứ không phải để ăn. Và cái cuối cùng, đây là một điều quan trọng nhất và Gấu muốn chia sẻ với các bạn. Đừng bao giờ ăn người yêu hoặc crush của các bạn trong ngày 8 tháng 3. Bởi vì nó không phải là ngày Valentine mà nó là ngày 8 tháng 3, nhớ chưa? 8 tháng 3 không phải là chỉ để ăn thôi. Các bạn nên dành thời gian, nhất là cho mẹ của mình hoặc là những người con gái xung quanh các bạn. Nhớ một điều này, ngày 8 tháng 3 đừng bao giờ ăn như thằng này. Tám tháng 3 cũng đã tới. Gấu To xin chúc các bạn nữ và cũng như những người phụ nữ trên toàn đất nước Việt Nam có một 8 tháng 3 thật là vui, thật là ý nghĩa và thật là ngọt ngào bên gia đình và cũng như là bên bạn bè. Clip cũng đã hết và rất vui khi các bạn đã xem clip của Gấu. Và nhớ like, share và subscribe cho Gấu To. Đừng quên nhấn chuông để kết nối những tâm hồn ăn uống lại với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là biên tập viên Gấu To đến từ Arsenal. Xin cảm ơn.